Hello cả nhà, lại là mình đây nha. Cái này nó bị lắc này, mọi người đợi mình tí nha. Ok, mình sẽ vô lại cái game của mình trên kênh mobile nha. Cái này gọi là cách cách đi cách làm nhiệm vụ siêu môn kiếm với truyền ả nè. Mọi người đợi tiếng mình đang ngập vô ha. Chu chỉ nhược á, chu chỉ nhược thì theo mình nhớ là nó ở trong phim Ý Thiên Phong Ký nha. Ok, thì các bạn nhận nhiệm vụ sơ môn á là các bạn giống như đây nè, nhiệm hộ nè, rồi nhiệm vụ sơ môn chiến nè, thì nó sẽ có cái này, tức là muốn cho lên cấp 5 sao á, ví dụ như là đá đất này nè, lên 5 sao để nhận đồ VIP á thì các bạn phải nạp VIP nha. Thì mà tiếp thì nó sẽ em tốn khoảng trăm mấy chục ngàn một tháng, trăm mấy chục ngàn một tháng thì đồng nghĩa với cái gì ta, trăm mấy chục ngàn một tháng chắc đại có 3 ngàn mấy 4 ngàn thôi. Tức là bình quân một ngày tốn 4 ngàn để nạp tiếp thôi chứ gì, nó cũng không gọi là mắc lắm ha. Ok, giờ mình sẽ làm nhiệm vụ ha. Nè, sơ môn chiến này, nhiệm vụ nè. Nè, chỗ này nè, đó, chỗ mình đang cấp cái trắng rồi ha. Để đến bỏ ra đến bộ y khấu, y khẩu gì đó. Ok, nè, nè, nè. Quan trọng có chỗ chị nhậu nè, để các bạn nhiều khi bạn nhận được những đồ rất tốt á. Con bé nó mạnh lắm mọi người. Nè, nhảy nhiệm vụ nè. Các bạn nhảy nhiệm vụ á, bạn làm này là đồ rất là nhiều luôn á mọi người. Nhưng mà phải lên 5 sao nha. Tốn chút xíu bạc khóa để lên 5 sao á. Đẹp dữ dằn như thế giỡn ha. Mà game này thực dạng như là bạn gì gạo bạo gì tiền á. Các bạn có tiền nhiều thì bạn mới mau lên. Còn các bạn mà các bạn mà kiểu như hơi giàu nghèo quá thì khó chạy nha. Mình chắc được khoảng thời gian nữa chắc mình cũng sẽ không chơi nữa. Thấy nó hơi tốn thời gian chút xíu ha. Mạnh lên thì các bạn tăng này. Này nó chỉ tốn bạc khóa với vàng khóa thôi. Vàng khóa rồi thì các bạn, thì ví dụ như các bạn viết một ngày á, bạn viết một tháng á, và mỗi ngày nó sẽ cho vàng khóa cho mình ha. Nhưng mà các bạn chỉ làm một lần thôi, tháng cái còn làm một lần thôi được rồi, không cần phải làm nhiều nữa. Nhiều tốn tiền nữa, tiền không nổi. Tại do nó nổi.
để dành bạc khóa để làm nhiều khác. Khi hoàn cổ trả nhiệm vụ nè đó bạn thấy không, đủ nhiều dưới vàng lắm mới dở. Bắt buộc các bạn phải lên 5 sao nha. Các bạn không lên 5 sao quá là đồ cùi bắp á. Tăng ít nè. Đó hiện tại cũng như thế này. Tăng hiệu quả sẽ cố gắng quay cho mọi người thấy rõ là chơi cái game này nó sẽ như thế nào cho mọi người nha. Mất một thời gian mọi người đã đi hết tất cả các nhiệm vụ luôn á. Mà nó cứ gặp cái gì luôn, nó gặp cái gì giờ cũng tống kim như kia thì mình không nói đi. Cái đó thì nó còn mình sẽ là cố gắng làm cái nhiệm vụ của mình theo ngày đó. Nên mọi người hãy bình luận là hôm nay mọi người nên đưa bao nhiêu nhiên hả? Hay gọn trả nè. Năm sao nhanh nha. Cái này tiền dữ lắm đó mọi người, chịu không nổi luôn á. Quỷ trưởng thành là gì vậy? À mua hả? Tốn tiền nhiều lắm rồi đó. Tốn tiền chịu không nổi luôn á. Tiền lưu cấp 63 mà. Lên cấp liền thích nha. Cái gì đây? Thượng cấp. Tăng cấp rồi đó. Nè. Năm sao nhanh nè. Có năm sao nha. Vàng không đủ, và không đủ thôi mình sẽ không thêm mấy nữa. Ok giờ mình sẽ tiếp tục ha. Ok mình sẽ đi những cấm địa mà cấm địa mỗi ngày nha. Đây ví dụ như này nè, các bạn cho khiêu chiến á. Khiêu chiến 10 lần nè. Cho nhanh. Khiêu 10 lần. Khiêu 10 lần. Khiêu 10 lần. Để lấy ngọc cái ép nè. Đấy nè. Đấy. Rồi xong. Nhìn như đó thôi.
để nhận ngọc á, nhận mấy mảnh ngọc để mình ép á. Rồi tiếp tục ha, tiếp tục đi những cái phụ bản khác ha. Đây một rồi, đây vân hoa ngọc đài nè, tinh võ đường có không được nè, thiên nhã cốc không được nè, địa nhã cốc, củ u kiếm, di thức huyền kiếm, tây trường củ u kiếm là được thôi nha. Ok mình sẽ vô củ u kiếm nha. Này chiến 10 lần, ok chiến 10 lần hộp thì chiến miễn phí một người thôi nè. Đây tự động chiến một tự động chiến một tự động đó, các bạn xài hết luôn. Rồi, hết. Ok, hết rồi. Đó. Để tôi kiểm tra đồ coi. Tuổi nè, tiền hả, giờ đâu đủ đâu. Đạo cụ mẹ dường nè, băng cơ ngọc quốc công gì á, dường ok rồi. Nhãn tinh tu nè, bên này đi. Dùng nè, đó luyện nhanh đi, bên đây luyện nhanh đây, kệ đi. Rồi hiệp khách kìa. Tiến cấp trong này đi. Phòng cũ. Cường hóa nè. Kỹ năng nè. Học. Cho ảnh học cái này ha. Học. Thất bại. Vãi thiệt. Ủa sao mấy con bé của mình sao giờ nó nát vậy trời. Thả 3 bé cấp 1 ra đây. Giải tán 3 bé cấp 1 nè. Thả 3 bé cấp 1 ra đi. Ok. Rèn luyện.
Siêu chiến tâm ma hả? Xong trận. Thiệt khách. Cho ông này nghỉ đi. Tiến hành. Đánh nè. Ok, quay về nè, cho ông này đánh luôn. Cho bà này đánh luôn. Đang luyện. Tiến hành. Xong trận. Tiến hành. Ok. Rồi. Mình lấy cái con mình lấy con bé đó mình đi đổi, mà cuối cùng bây giờ mình giảm luôn ha. Giảm sức mạnh luôn á. Kệ. Okay. Bây giờ làm gì nữa nhỉ? Tham gia hoạt động nha. Tiếp tục nè. Tiếp tục đi vượt ải này nha. Cử chiến nè. Chiến nè, chiến ở cái mát 25 nha. Ok. Quái đánh gì nữa mạnh ghê. Bấm lộ mày. Bị lộn rồi. Bị lộn rồi mọi người. Quá mạnh quá. Chịu không nổi. Ăn hành đúng nghĩa luôn. Thôi cho tự chiến tầng 25 đi. Tầng 24 đi. Cho bé đi. Cho bé đi chiến gì mà yếu người xuống không? Ok. Rồi. Cái này cấm địa nha. Thất huyền kiếm chủng. Hiện có thể miễn phí khiêu chiến nè. Khiêu chiến một lần. Miễn phí có một cái à. Rồi hết. Được miễn phí khiêu chiến có lần một rồi. Gì thấm tháp gì. Mà
Mình dùng ngay. Nè, mấy cái trại bảo tàng này. Nè. Phi Phong. Cộng Phi Phong, cộng sinh lực đi, cộng tấn công đi. Chạm chỗ nè. Tăng lên độ chút xíu, tăng chậm chỗ, tăng lên được chút xíu nữa. Một phái kích hoạt nhận rồi, rồi bây giờ đó. Bây giờ làm tiếp nhiệm vụ nha. Thịt ngõ nè. Đó là một cái chuyện như đó thôi mọi người. Rất là nhàn hạ nha. Và các bạn lại làm tiếp tục làm nhiệm vụ siêu môn nha. Nè. Đây các bạn làm nhiệm vụ siêu môn nè. Năm sao nè. Bắt buộc phải năm sao nha. Bốn sao là không có được đâu. Bốn sao là không có vàng khóa. Phải năm sao mới có vàng khóa nha. Bởi các bạn phải nạp chút xíu nạp VIP thôi. Nạp các bạn chỉ là nạp VIP một lần nè. Mà lấy một lòng tháng á. Một tháng là khoảng 100 mấy ngàn. Khoảng 100 mấy ngàn. Nên là 100 mấy ngàn á. Coi như khoảng 100 đi. Còn một ngàn là phải khoảng 4 ngàn á. Thì nó có lỗ. Gì đây? Chả nó. Năm sao nè. Rồi đến ngay nè. Phúc lại nè. Và cái này lấy gì? Tìm tiền vô á. Cái này nó tốn tiền dữ á. Dưới cấp 70 có thể duy trì duy trì cái kinh nghiệm nhân 3 đó. Nãy giờ bánh lộn á, ác vị thủ vệ nha. Ở đây nè. Ok. Lẹ. Yếu quá chịu không nổi nha.
Nghe mạnh nè, nghe mạnh, nghe mạnh lắm, thằng này mạnh luôn nè. Kệ đi. Cho nó lình luyện đi, cho nó luyện, cho nó mạnh lên đó mọi người. Thành công thì có cái này. Quay về nha. Anh nhiều nè. Anh ok, hết mẹ tiền nè. Tắt đi. Tắt. Tắt luôn. Rồi, tiếp tục bọn nào nó đây. Kiếm chủng năng động hả? Tỷ võ. Cấm địa nhân hồ hoạt động, hoạt động tu luyện nha. Hoạt động tu luyện nha. Mỗi ngày một lần đó mọi người. Bạn nhấn nhanh mấy cái này. Đó, nhấn nhanh mấy cái chấm đó, đó. Rồi các bạn ngồi chơi thôi. Trong thời gian chờ đợi thì chờ nó nha.
luôn mọi người, mình là quay trở lại nhà. Nhà kích hoạt thì đây võ học đủ cấp mới kích hoạt hiệu quả. Đủ cấp là bao giờ? Không đủ rồi. Cái này đến bao giờ mới được? Ưng quyển loạn thế ha, là môn tiêu cục ha. Ok rồi, đại hiệp ha. Không đủ bạc hóa luôn á, vẫn chưa đủ tiền để vẫn chưa đủ tiền để đủ tiền để làm nhiệm vụ sư môn chiến này. Ok rồi. Tiếp tục nè, tiền ngộ nè. Địa cung bí cảnh là gì vậy? Ok, địa cung bí cảnh này là gì vậy? Xem sao mình vô. Địa không biết cảnh nó hơi xui hả? Tâm ma ở cảnh hả? Khu ma lạnh hả? Chuyện có khu ma lạnh không? Ok, vô đẩy nha. Đánh bại càng nhiều càng tốt vậy. Không biết nó phải khá là vậy. Ảo cảnh nè, nè còn nhiều càng tốt thôi. Đã hoạt động ảo cảnh. Ảo ma, ảo ma, ảo tượng gì. Hãy
gì á. Nè, bản đồ á, khu an toàn. Cái này giải chuyển ra đi. Chuyển ra bắt cá đi. Quả nó cứ ra hoài nha mọi người. Nhận được thêm mấy cái chút kinh nghiệm mọi người. Đánh ở đây mà cẩn thận. Đánh đây thôi. Bạn đánh đổi sao gần quá. Đồng quá, đồng quá đánh hỏi. Đánh ít thôi, đừng tham quá. Không nổi ra thôi. Mấy con này hiện hoài đó. Đánh từng con, một vậy á. Tôi hết giờ luôn. 10 phút này. Mình đã ngay lắc này á. Mình sợ chết á. Mình cứ bùng máu mình vẫn ở đó đó. Hồi máu không kịp hả? Mày chắc mày đi được 2 lần hay gì không biết nữa. Ảo tượng. Ảo tượng gì này. Ảo tượng vô giới gì kìa. Giờ giờ nó mà đánh trời. Nhưng
nhìn nó còn quá nhỏ thôi mà đánh muốn hoạt hỏi gì á, đánh nó còn quá bự nữa chứ tập cái tì luôn á. Trời, ảo tượng vô giá gì kìa. Tính ra gì cái này nó còn lâu hơn cái kia nữa. Ok, nhưng mà cái này nó còn cùi hơn là gì? Nó còn cùi hơn là nhiệm vụ ở ngoài nữa. À, có con quái kìa, để đợi vỏ học coi, bơm đầy máu coi, bơm đầy máu thử coi, nè con quái kìa. À. À. Đập. Đập con quái này coi nó sao. À, đập nhẹ mấy cái mình hết mẹ nữa cái máu rồi đó. Mệt mỏi chưa? Nó đập một cái mỏi mỏi nó chỉ nó hơi bẩn rồi. Nó đập rồi. Không nhít nhỏ 1% máu của nó thôi. Thôi em xin tha. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi các bạn. Tại vì em khó khăn lắm. Không có tiền nhiệm vụ đặt ra là đi làm nhiệm vụ kia đây. Không có tiền sao làm nhiệm vụ sư môn. Buồn ghê lắm. Nhiệm vụ chợ. Là môn tiêu cục bọn tiêu hả? Không có được nha. Đâu có đủ đâu. Đồ bộ chuyên nhỏ. Ưng thưởng loạn thế. Ưng thưởng loạn thế. Này là gì? Thiên ẩn cốc. Thiên. Vật tiết phong. Cộng tiết sơn trang. Không chịu nổi đâu. Mẹ đặt đặt cái chữ từ luôn á. Nguyên nế bảo tàng rồi nè. Họ có lâm. À cái này á hả, này cũng được, ok thôi giờ làm việc đi đi tắm địa, đi tắm địa nha, thi kiến là đang chờ ghế tại á mọi người, ổn.
xe tự động ghép đội á, để đi chung á mọi người. Kích hoạt kinh mạch ra. Kinh mạch. Xong rồi. Xong rồi. Ok. Thủ cưỡi. Tăng. Tên tôi. Giá công. Hay quan nó còn cái quan được nữa đâu. Tôi lượng. Mày quá đánh cái đánh mẹ cái quá chết luôn à. Có thằng nào lên tung sư gì kìa. Có nhỏ mạnh ghê á. Rồi đi tiếp. Nè gom lại đánh hơn tao trở dễ mà nè. Gom lại để tăng sát thương á. Ok. Vô. Tiếp tục tiến rồi. Rồi chuẩn bị vô hàng ổ bắt rùa. Đâu có đi điền cái đơn cá nhân được, quái lắm cho chết luôn á. Quá nó vô đặt con chút tiền nữa không vậy. Đây. Thì anh con chùa khổng lồ luôn à. Chùa siêu ta khổng lồ. Chùa siêu ta khổng lồ mà. Đánh cái thằng, đánh cái thằng xâm tét trước đã. Đánh mấy thằng tôm tép trước đã. Ừ.
xong. Ủa còn đi tiếp nè. Xong con rùa giờ đánh gì nữa? À đánh này nè. Thì chúng cái nước này nó lết các mọi người. Tám mươi cài nè. Phá mấy cài tạo được mọi thứ nha mọi người. Ok. Xong cái nhiệm vụ này đó. Xem có đồ gì tiếp không nha. Wow. Wow, biết nha, biết nha. Không phải đồ cùi đâu đó. Ok. Không hiểu. Ok, không. Rồi, tiếp tục là đi cái địa này đã đi rồi nè. Về tới Phẩm Tiết Sơn Trang nha. Đã mọi người mình đi mấy cái này nè mọi người. Ngày một lần á. Đang chờ gặp đội á. Đó giờ cứ vô chơi thôi. Thank you.
khi mà nó không ảnh hưởng cho thể yếu rồi. Tiền mình có mạnh cũng mạnh lắm nha, chứ không yếu đâu. Hoàng tam thiếu nè, đập tung mạnh tí bắt tiền. Đẹp ghê á. Mua 3 này còn 3D cái này là nó hơi. Là ánh nguyệt Sam 2 kìa. Quá đẹp rồi. Tiêu hả? Cái tên gì mà tiêu tiêu tiếu hả nhỉ? Tên gì kỳ hả? Mảnh viêm loan đao trẻ này. Cung thiên tứ cái anh đập cái gì cái này có không có nợ mặt nữa không đi xả ảnh nguyệt hổ thoái này. Ok ấy kìa. Kỳ, hình như kỳ ngộ nè. Hình như mình đã nhận được rất nhiều kỳ ngộ rồi nè. Là cái này nè mọi người. Là cái này nè. Hình như kỳ ngộ nè. Năng động. Ok. Thử chơi game phải có nhiệm vụ kỳ ngộ mới ngon nè. Không có nhiệm vụ kỳ ngộ để chơi không có vui đâu. Chủ yếu nhờ nhân phẩm á. Nhân phẩm tốt thì nó mới thấy được. Vương quần da nè. Dọn dẹp phủ viện.
quét dọn. Ủa quét dọn là vậy ha. Quét dọn vậy ha. Sao nó quét dọn chuồng ngựa hả? Đu chuồng ngựa xa vậy. Trời ơi, quét dọn vậy nữa. Má quét dọn vậy tức á. Tự nhiên nó bị đơ. Vương quân gia lộng ông nào? Ừ, không thấy bản đồ luôn. Thì cứ coi tìm ra khẩu phỉ cướp bạc tìm đường bị gì rồi, bị lỗi gì rồi? Nói chung là bị lỗi gì em mình cũng không rõ lắm. Ok, cũng hơn một tiếng. Cảm ơn, chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Bye bye.